2021 có sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 134 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu. Quy định lưu ý là cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu nhập khẩu gồm chủng loại, định lượng hàng hóa được quy định tại điều ước quốc tế, văn bản xác nhận của. Vâng thưa quý vị, sản phẩm ứng dụng từ đề tài về cây địa liền của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có tên là viên xương khớp Khương Thảo Đan. Có thể nói, nhờ đáp ứng đủ ba yếu tố trong tam giác khép kín, giúp giảm đau, chống viêm, phục hồi xương khớp, Khương Thảo Đan sẽ mang đến một niềm vui trọn vẹn cho bệnh nhân xương khớp Việt Nam. Theo nghiên cứu, Khương Thảo Đan hiện đáp ứng tốt trên các bệnh nhân bị thoái hóa xương khớp như thoái hóa đốt sống cổ, thoái hóa cột sống thắt lưng, thoái hóa khớp. Đáp ứng tốt trên các bệnh viêm khớp, đau vai gáy, đau thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, tê buồn chân tay. Ngoài ra với mong muốn hỗ trợ quý khách, Khương Thảo Đan luôn có chương trình mua 6 tặng 1 bằng hình thức nhắn tin tích điểm. Cách thức tích điểm qua tin nhắn cực kỳ dễ dàng. Quý khách có thể xem cụ thể trên tờ hướng dẫn có trong hộp sản phẩm. Đặc biệt, để khẳng định chất lượng sản phẩm, Khương Thảo Đan đang có chương trình cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không giảm đau nhức xương khớp sau 2 tháng sử dụng. Ngay sau đây chúng tôi sẽ dành tặng 10 hộp Khương Thảo Đan, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 10 khách hàng có câu hỏi hay nhất, gọi điện về tổng đài 18001156 để được tư vấn về bệnh xương khớp. Vì số lượng chỉ có 10 hộp nên công ty mình em còn được biết là Korea Rental Villa judge that miễn phí và máy tính bảng cho khách thuê từ 2 trở lên đó ạ. Sao tốt như vậy mà bây giờ cô mới nói? Triển khai ngay cho tôi để kịp tiến độ. Vâng, em sẽ cho triển khai ngay đây ạ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Korea Rental Villa cung cấp giải pháp tính ứng toàn diện cho thuê và bán tất cả thiết bị văn phòng. Liên hệ ngay 0976 608 666 để nhận tư vấn. Like to tell him the truth. Nghĩa là vì hiện nay tâm trạng của Joe rất tốt nên tôi nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để nói cho anh ấy biết sự thật. Đến quý vị và các bạn nhỏ lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các em trong những số phát sóng tiếp theo. Chương trình khách mời của dân ca. You insist on sustainable tourism. The project instills national pride and promotes national culture. You has traveled to every corner of Vietnam to collect historical artifacts. Quý vị và các bạn vừa nghe một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận ca khúc Sinh tươi Việt Nam do nhóm Oplus trình bày. Việt Nam, đất nước, con người.